Xin chào các bác nhé. Đầu video thì cho em chúc các bác xem video vui vẻ. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2022. Này nhà em tiếp tục tát ao, bắt được một đôi cá nóc. Hai con này rơi vào tầm khoảng 3 kg. Các bác thấy nó có bự không? Các bác nhìn cái chai nước khoáng nó to hơn cả chai nước khoáng này. Tí cho vào nướng than hoa. Các bác xem video vui vẻ nhá. Xem video thấy hay và thương mến thì các bác cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để lan tỏa video đến mọi người nha các bác nhá. Kết thúc video ở đây các bác nha. Rồi một lần nữa xin chúc các bác xem video vui vẻ, có một ngày hạnh phúc và cuối tuần hạnh phúc bên gia đình nhé các bác nha. Rồi cuối video thì bác xem video thấy hay thương mến thì để lại cho em xin một like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để lan tỏa video đến mọi người nha các bác nha. Em xin chào các bác nha.